Tao nói em gái là thịt mềm này, em gái là thịt hơi cứng này. Em Còn ngon, còn ngon. gái này còn ngon này. Còn em gái này mái này hơi già. Mái này mái dầu. Cú lừa là tới xương luôn. Cú lừa là tới xương tới thịt luôn. Đúng rồi. Các cụ đã thường có câu rồi. Cái kim đâm vào thịt thì đau, mà thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời. Chính vì lý do có câu ca ngôn của các cụ từ thời xưa là không có sai. Vì cái thịt đâm vào thịt thì hiện nay là tiền mới cho trai, đúng chưa? Mất trắng chưa? Cái ngày nào mà môi kề môi, đúng không? Thịt chạm thịt, đúng chưa? Nói những từ hay lẽ phải, nói những từ nói những từ ngon thì ngon, mà đến giờ phút này mà sao lại giáp từ nhanh dữ vậy? Là người đàn ông là nhiêu tuổi đấy em? Giờ người này nói với em là sinh năm 1988 nhưng mà lại lừa đảo bé kia thì nói với bé kia là 95 hay 92 gì đó. 88, anh nhìn đây là 92 nha, khoảng 92, 93 gì đó, chứ không bao giờ mà 88 được nha. Khuôn mặt rất trẻ rồi. Người đàn ông này đi nhờ xe của em, sau đó thì xin số điện thoại của em và hai người làm quen và hẹn hò. Dạ không, chỉ trước đó quen làm bạn mấy năm rồi xong Làm rồi. bạn mấy năm luôn. Dạ. Em cho nhỏ là hiện nay là em, trước đây em đã có chồng có con chưa? Dạ rồi em. Có chồng mà hả? Dạ. Ồ, em có mấy đứa bé, mấy bé rồi? Dạ, con em hai đứa. Ông xã em đâu rồi? Dạ mất rồi. Ông xã mất hả? Dạ. Buồn ha. Rồi anh thực sự là cũng xin chia buồn với em. Bây giờ này, thế còn cái người bạn trai này, người tên Thành, Trương Văn Thành đúng không? Dạ. Người này là có hứa hẹn yêu em không? Dạ tụi em có quen nhau được mấy tháng, bắt đầu chính thức yêu nhau là mấy tháng rồi, có nói với em là làm ăn khó khăn rồi mượn tiền trồng keo xong rồi cho bạn vay tiền gì đó, cái em mới cho mượn em chuyển Trương, qua. đợi anh em là Trương Văn Thành nhà nguyên quán ở đâu? Giờ Nghệ An Nghệ An. rồi. Gọi là quen biết trên một chuyến hành trình em đi làm đúng không? Gặp người đàn ông đi bộ. Em có nghĩ gì, nghi ngờ là hôm đó người ta đi chơi đâu, người ta chơi hàng đập hàng nhưng mà người ta về trễ không, người ta nhờ xe em không? Không, em thấy nghĩ là chắc người ta lỡ chuyến xe hay gì đó tại vì mang ba lô rất là nhiều. Chắc là em có nghĩ là hôm nay bị một người phụ nữ khác đuổi không? Em thì em cũng không có rành nữa thì tại vì em sống đơn giản, em có suy nghĩ sâu xa là em trước giờ em ai em cũng thật tình hết trơn. Theo anh nghĩ là hôm nay là hôm đó chẳng may em gặp cái số em nó xui hết, nhưng mà lại xui gặp được một người bạn trai tưởng rằng ngon lành, nhưng mà ai ngờ có thể là người đàn ông này, anh nghĩ rằng anh đã nghi ngờ người đàn ông này có thể quen hoặc lừa một người phụ nữ khác. Đến ngày đó đúng xấu số xui ra bị người ta đuổi về, ôm quần áo dặm vali và về lựa về quê, mà không may lại gặp em đó, đúng chưa? Thế nên số người ta là người ta được hưởng phải không? Thế vì vậy em quen em. Vậy là em chở người ta về đâu? Giờ em về tới cái ngã tư gì chỗ mà đi ra ra Bình Chuẩn á. Về Bình Em Dương. không, nó em gặp là ở trên từ cái khu công nghiệp cái gì Vinh cái gì ấy ta. Không nghiệp ở đâu, Bình Dương hay đâu? Không, ở trong đây nè. Cái gì ta từ em không có nhớ. Đại loại là khoảng xa không? Từ đây qua đó cũng gần. Cũng gần ha. Rồi đến xin số này, tối đến người ta hẹn hò bắt đầu trò chuyện với em. Dạ không, trước đó vẫn cứ làm quen nói chuyện thôi chứ nhắn tin qua Zalo Facebook thôi chứ không có gặp mặt. Không gặp mặt. Cái xong này vừa rồi mới gặp mặt đây là chính thức quen nhau yêu nhau luôn. Em đã tìm hiểu người đàn ông này có vợ chưa? Nói với em là chưa có vợ nhưng mà một thời gian sau đó thì em vô vô tình mà lướt Facebook thì thấy có đăng hình vợ con ba con Trời thì đất. em mới lập một cái Facebook ảo nhắn tin cho vợ thì vợ nói là trời gái gú dữ lắm rồi đánh đập vợ con quá xong rồi bỏ đi còn mấy năm nay, lúc có nghĩa là ba đứa con mà bỏ đi kia con lúc còn 1 tuổi, nay bé bé nhỏ đã 4 tuổi rồi, hai đứa nhỏ gửi hai đứa lớn gửi về ngoại ngoại chăm còn một mình người phụ nữ đó nuôi ba đứa con, em thấy cũng rất là tội mà em không phải là làm cái gì, lên đây là chủ yếu nói là làm cho người này để không có lừa đảo người khác nữa, có lừa bé kia cỡ năm mấy rồi 20 triệu mà bé đó còn nhỏ tuổi là bé đó 2002. Không dám lên tiếng. Dạ. Em cho anh hỏi là cái người đàn ông này làm cái công việc gì? Trương Văn Thành là làm công việc gì? Nói với em là lúc là vừa làm nhiều việc chẳng như vừa chở hàng đi giao bông hoa gì đó với lại đi đòi nợ thuê chém mướn gì đó. Trời ơi, đòi này thuê luôn. Bây giờ cho anh hỏi này, em quen người ta đến giờ phút này bao nhiêu thời gian rồi? Từ ngày bắt đầu gặp nhau chở hôm đầu tiên đến giờ phút này 3 4 năm 3 4 năm luôn. Mà mình quyết định gặp nhau là lâu chưa? dịch tháng 11 vậy đó. Tháng 11 năm mấy? Năm 2022. Năm 2022, đến giờ phút này 9 tháng trôi qua rồi.
đúng chưa? Tháng 11, 9, 10 tháng rồi phải không? Dạ. Mình hẹn nhau gặp nhau là ai là người chủ động hẹn gặp? Cả hai người luôn. Ồ, vậy là chín mùi rồi đúng không? Dạ. Gọi là tình yêu vậy là chín mùi rồi. Lúc bây giờ này em, người đàn ông này gặp khi gặp em có tặng em cái gì không? Dạ không. Không tặng gì luôn? Ừ. Ồ, mình gặp nhau quán cà phê rồi đâu? Dạ, anh ở ngoài Nghệ An đi vô em đi đón. Trời đất ơi, vậy là người ta về quê à? Dạ. Trời ơi, vậy là người ta về quê? Dạ. Ừ. Xong là em về quê em đón? Dạ không, em đi ra ngoài cái ngoài chỗ đường quốc lộ em đón. Ừ. Đón là hôm nay gặp nhau ôm hôn thấm thiết không? Dạ không, chị em nói chuyện đồ này đó. Kìa, tình yêu 3 năm 4 năm liền anh vậy là anh ôm anh bê lên xe luôn, anh chở về anh nuốt sống con tươi luôn đi. Đúng không? Vậy là không nói rằng điều gì luôn, chỉ chở nhau thôi. Dạ. Hôm nay chở nhau về đâu? Chở về chỗ em ở. Ừ. Rồi mình làm gì đó, nấu cơm ăn thì làm gì đó. Dạ không, em đi làm. Thế bỏ người yêu đó. Dạ. Trời đất ơi, em có chuyện thiệt không? Dạ em nói thiệt thôi. Chắc không? Anh nghe nghi ngờ, không có người phụ nữ nào mà yêu đâu. Tắm chết mấy năm, anh cũng năm nay thì anh nói thẳng là bây giờ là em thì ít tuổi hơn anh. Anh không có phải là tài giỏi ba gì cả, nhưng mà anh có kinh nghiệm. Vì nếu như yêu đương mà mấy năm trên mạng hoặc quen nhau mà tán tình hoặc trò chuyện, mà đến khi gặp nhau mà không ôm nhau thắm thiết mà hôm đó mình không làm gì, đó là một chuyện lạ, chuyện bất thường, đúng chưa? Thì chính tỏ là người đàn ông đó hoặc người phụ nữ này có vấn đề, cần phải đi khám, đúng không? Đúng không? Yeah. Phải không? Làm sao cười anh quay mặt anh, cái chuyện nghiêm túc đúng chưa? Phải không? Có thể có thì mình nên có, không hay không bình thường cái gì đó, phải là có thì đúng không? Không, không, trời ơi. Anh nói thiệt đấy, anh nói chuyện là rất tiếc là hôm nay là em cũng giấu mặt. Em là một người bí ẩn. Còn nếu không anh hỏi chuyện này em cũng cãi được đâu. Nha. Ừ, có này là mình có thì mình nói có đấy, bình thường. Chuyện nam nữ bình đẳng bình thường, có gì đâu. Đúng không? Rồi vậy là hôm đó xong nói này, khi nào em đi về? Khi nào em nằm về? Mình gặp nhau. Buổi chiều anh. Buổi chiều về. Dạ. Rồi hai người gặp nhau là về. Trương Văn Thành thì ngủ nhà em luôn. Dạ. Ồ. Vậy là sống ở nhà em lâu không? Chắc cũng một tuần. Một tuần. Sau này nói chung là anh để quần áo ở đó luôn anh, thì ăn vạ luôn, gọi là làm vạ. Cái xong thì cứ đi làm ở trên bến xe miền Tây rồi cứ đi đi về về. Làm vạ đấy rồi. Ừ. Rồi thấy em ngon quá mà. Trẻ đẹp xinh, có trẻ xinh. Lấy luôn cả giấy tờ xe của em. Ăn trộm trộm cả giấy tờ luôn. Dạ. Trời đất. Lúc đầu em theo em nghĩ cái chắc là muốn lấy luôn cả cái xe em hay sao. Muốn lấy cả xe của em luôn, xe gì? Xe Tay Ga. Tay Ga Vision à? Dạ. Tôi chết tôi rồi. Vậy là người đàn ông này trong thời gian yêu đương nhau như vậy, người đàn ông này đã lo cho em những cái gì rồi? Dạ chưa anh. Chưa? Vậy em quen người đàn ông này để làm gì? Em quen để làm gì nào? Quen chơi vui hay là quen làm gì? Lúc đầu em quen nghĩ quen nói chuyện bạn tâm sự vậy thôi, chứ em không có nhu cầu lợi dụng người ta gì hết. Em hiện nay bị người ta lợi rồi chứ em lợi cái gì nữa? Dạ. Đúng không? Rồi đến giờ phút này em mất những cái gì đó? 50 mấy triệu với cái đồ của ba em để lại. 50 mấy triệu và những đồ gọi là lưu niệm đúng không? Dạ, kỷ niệm của ba em để lại. Dạ. Đến giờ phút này đã ra đi cái mà quen một người đó đâu? Cái đó nó trị giá khoảng tầm 50 triệu á. Ờ. À, vậy là hàng trăm rồi. Về với cái giấy tờ xe. Lại giấy tờ xe nữa, đăng ký xe à? Dạ, giấy tờ xe nó gọi là cà vẹt xe gì? Đó, đăng ký xe đó, cà vẹt xe và đăng ký xe. Vậy dạ. Là ra đi luôn. Dạ. Đi theo người tình. Đến giờ phút này em có gọi điện cho người tình không? Chặn, nói chung là từ lúc mà ra đi luôn á là chặn hết tất cả liên lạc của em luôn. Thế tại sao người ta lại không sống với em nữa mà người ta lại lấy tiền tài sản lại đi rồi? Tại vì em thấy lợi dụng em có, em không có tiền đưa. Tổng cộng là người đàn ông là được Trương Văn Thành về với em ấy là gặp nhau, mình gặp nhau khoảng bao nhiêu lần? Nhiều không? Cũng ít lắm anh, tại vì cứ nói là đi làm. Mấy tháng gặp nhau tất cả mấy tháng? Từ tháng 11 tới tháng 4, cuối tháng 4 đó. Tháng 11 đến tháng 4 vừa rồi đúng không? Dạ. Tháng 11 này, tháng 12 này, tháng 1, 2, 3, 4, 6 tháng. Trong 6 tháng vừa qua thì mỗi 1 tháng là anh ta về thăm em được mấy lần? Nói chung là cứ mấy ngày là 2-3 ngày. 2-3 ngày con này có nhu cầu đi, mình nói thẳng như vậy cho dễ hiểu đi. Là về thăm một lần và không tặng gì luôn, không đưa tiền cho bạc gì, giúp gì em luôn. Dạ. Trời ơi, mà xem dễ chịu vậy. Mà không nói, nhưng không đòi hỏi gì luôn, em không có yêu cầu gì luôn. Dạ. Sao nói là em muốn mua cái này anh tặng em đi, xem người ta nói làm sao. Em không đòi hỏi gì luôn hả? Em thấy người ta cũng có tiền, em cũng không có tiền để đuổi luôn. Nhưng mình yêu những cái yêu những cái dạng mà này thì mình yêu chi? Yêu đàn ông là người ta đàn ông, người ta phải lo cho mình, ít nhất là phải có, không có nhiều thì có ít, đúng chưa? Hoặc người ta phải cố gắng thì mình mới có hy vọng là mình yêu người đàn ông này sau này để làm gì.
Còn yêu này thì người ta chỉ được mã đẹp trai thôi, nhưng mà người ta nói chuyện ngọt không? Dạ cũng ngọt. Ngọt bằng anh không? Chua chát giống anh không? Phải không? Dạ. Anh nói chuyện có chua chát lắm không? Không. Dễ thương không? Dễ thương. Em nhìn anh dễ thương không? Cũng được. Được. Được thì vẫn chưa được. Nếu được là chưa dụ gái được. Anh nói chuyện là thực sự rất chua chát, rất khó chịu. Đó. Bây giờ này anh hỏi tiếp em này. Đến giờ phút này là em đã tìm hiểu, đã biết là Trương Văn Thành này quê ở Hà Tĩnh đúng không? Nghệ An. À Nghệ An đúng không? Dạ. Ừ. Mà đã lừa em là tổng số tiền là trị giá là trên dưới 100 triệu. Và không những như vậy mà lấy cả giấy tờ cả vẹt xe của em. Dạ. Và bỏ đi luôn. Dạ. Em hiện nay em đã liên hệ cho Trương Văn Thành chưa? Nãy em có lấy điện thoại người khác gọi nhưng mà nói là không quen biết em. Nói chung là từ chối tất cả. Cãi luôn. Nói chung là giống như kiểu là em là một người lừa đảo vậy đó. Bây giờ em có bằng chứng nào á? Dạ. Em có bằng chứng nào là chuyển khoản hay là tiền cho Trương Văn Thành không? Em có chuyển khoản để đưa tiền mà. Có nhưng mà em không có ghi nội dung. Nếu như mà em có ghi nội dung thì em kiện ra công an rồi. Bây giờ không ghi nội dung nhưng mà có họ tên đúng không? Dạ. Tên người chủ tài khoản đúng không? Dạ. Đến giờ phút này em mong muốn nhất điều gì? Em muốn đòi lại tiền với giấy tờ xe với vật kỷ niệm của gia đình em. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 34 tuổi. 34. 34 mà Trương Văn Thành thì năm nay là anh nghĩ là chắc là sinh năm 9 mấy? 92. Nhưng mà nói với em 88. 8 gì mà 8, mặt này non cất 88. Nhưng mà anh nghĩ là đây không phải, anh nghĩ là không phải. Người ta sẽ ít tuổi hơn em, anh khẳng định như vậy. Người đàn ông này chắc chắn ít tuổi hơn em nhiều rồi, chứ không phải bằng tuổi em được đâu. Người đàn ông này không có 34-35 tuổi được, người đàn ông này chỉ 26-28 tuổi là hết. Không có đâu. Không. Nhưng mà người đàn ông này em kết nhất điều gì? Nói lớn tiếng em. Hiền. Thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương. Dễ thương. Nói chung là thấy quan, nói chung là cách nói chuyện á, nói chung là anh nghĩ coi nếu mà người ta lừa đảo thì người ta lúc nào cũng diễn ra một cái cảnh rất là ngọt ngào này nào các kiểu. Đến giờ phút này vừa rồi là anh nghe được cái cuộc đàm thoại của giữa em và người yêu, gọi là người tình nha. Thì anh thấy là thực sự là người đàn ông này nói chuyện rất chua chát, rất khó chịu, đúng không? Thì lúc mà càng tào lá má rồi thì người ta sẽ phủ. Có nghĩa là người ta không có tình. Người ta cố tình lừa. Nhưng mà bây giờ anh hỏi em này, em có khẳng định là đúng Trương Văn Thành là lừa em không? Em có khẳng định là đúng? Dạ em khẳng định. Cho nếu như mà gặp mặt em vẫn dám khẳng định. Gặp mặt vẫn khẳng định. Tại vì gia đình em là một người rất là hiền lành đạo đức. Em không có dám để cho gia đình em biết em là ai, tại vì em sợ vì gia đình em sẽ không. Dễ thương quá. Rất dễ thương, một cô gái dễ thương à. Mái tóc nhìn dễ thương mà bị người yêu lừa, cô chú anh chị. Đó. Bây giờ ấy, là Trương Văn Thành mỗi một tháng là mỗi một tuần là bình quân là gặp em một hay hai lần. Đúng không? Là người ta có nói đi làm công việc nọ công việc kia nhưng thực sự là không biết có phải hay không. Phải không? Cứ mỗi lần em chở lên tới sân bay Tân Sơn Nhất là dừng lại ở đó và người ta tự bắt xe đi tiếp. Có khi nào em chở tới đó xong là người ta diễn như vậy không? Người ta bắt xe quay lại không? Em cũng không biết tại vì em tiếng em thật thà lắm, nói em yêu quá rồi mà. Quá yêu, khi phụ nữ mà đã yêu rồi là dính phải bả hết. Không, em thì sống với ai cũng vậy, trong công ty có cái cô kia cũng lừa tiền. Em vẫn tin. Em dễ thương quá à. Vậy là em chưa bị người đàn ông lừa, lần này bị lần đầu tiên. Lần này sợ chưa? Sợ đàn ông chưa? Dạ rồi. Sợ, chính thức là sợ chứ em nó lớn tiếng này. Dạ rồi anh. Em có điều nào muốn yêu cầu hoặc muốn liên hệ hoặc muốn nói thẳng thắn trên video này để hy vọng là Trương Văn Thành trả lại tài sản cho em không? Em hy vọng Trương Văn Thành trả lại tài sản với đừng có lừa đảo phụ nữ nữa. Phụ nữ người ta cũng sống thật tình, không có đáng bị như vậy đâu. Em chỉ hy vọng là đừng có người nào bị lừa giống như em nữa. Em rất tiếc là vừa rồi em có ấy em quen biết được là có bé kia ở Biên Hòa cũng bị lừa. Gia đình nhà bé này cũng khá giả nhưng bé mới 2002. Thấy bé khóc lóc thấy rất là tội nhưng mà bé nói là thôi em coi như em bỏ em buông, em không có muốn gia đình biết này nọ các kiểu. Bé này cũng chỉ quen trên mạng thôi. Quen trên mạng không gặp nhau. Dạ. Cũng làm thịt luôn. Dạ. Vậy nói chung là thanh niên này phải nói là quen vừa thịt, vừa nhai, vừa lừa tình, vừa lừa tiền. Nói thẳng là ăn thịt. Dạ. Đó. Vậy là trong thời gian vừa qua, em 6 tháng vừa qua phải nói là hao tổn rất nhiều về sức khỏe, tinh thần. Dạ không, em nói thiệt luôn. Tại vì cái tần suất mà về chỉ về nói chuyện và ấy thôi. Trong làm chuyện đó thì không có. Nói chung là cũng có nhưng mà 1-2 lần thôi chứ không có nhiều. Trời đất quý thần ấy, kìa. Sao lại không làm? Tại vì nói chung là em về quan niệm em thì quan trọng là mình hiểu nhau, chia sẻ nhau. Không hiểu nhau nhưng anh đồng ý là anh
anh đồng quan điểm với em là cái điều là yêu nhau là phải hiểu nhau rồi, đúng không, thì mới đến được với nhau. Thế nhưng mà không lẽ là 2-3 ngày mà đến nam nữ mà gặp nhau mà không có chuyện nọ chuyện kia thì nó là điều thực sự là rất vô lý, đúng chưa? Có lẽ có nhưng không lẽ lúc đấy không lẽ lúc đấy em từ chối à? Không, nói chung là chẳng ai ai đụng chạm gì tới ai, vẫn cứ nói chuyện, vẫn cứ ngồi bên cạnh nhau, ôm nhau vậy, nhưng mà không có tiến sang. Trời đất quỷ thần, chuyện lạ. Mỡ đến mèo mà mèo không ăn thì anh thấy được cái nhưng chuyện mà này. Nhưng mà anh nghĩ coi, đàn ông mà đi lừa đảo thì có nhiều phụ nữ thì người ta có rất đông. Không, nhưng mà phải anh thì nếu mà thế này thì anh chứng nhận thấy em xinh này làm sao mà chịu lỗi được. Đúng xinh chưa? Nào, xinh nào. Không, em xinh gái dễ thương. Nói chuyện là nghe nó có gì đó chua chát quá. Không, thực sự rất dễ thương. Nhưng mà không may em xui em gặp đúng tên lừa đảo này. Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới thì mình tỉnh táo em nhé. Anh nói chuyện này là có thể là nhiều khi là cũng dân dỡn, nhưng mà nhiều khi nói thật. Mục đích chính là cho câu chuyện này nó được thoải mái em nhé. Thế nên hy vọng là trong thời gian tới thì em hãy tỉnh táo. Yêu ai đó thì phải tìm hiểu thật kỹ, phải biết người ta ở đâu, người ta đã từng có vợ có chồng hay chưa, hoặc người ta đã từng ly hôn chưa, hoặc người ta công việc gì, hoặc trước đây người ta đã từng làm gì về xã hội, đúng chưa? Em sao em lỡ mà quên một người yêu nhanh dữ vậy? Hả? Tại vì lúc đầu xác định chỉ thứ nhất là quen tâm sự vậy thôi chứ đâu có xác định yêu đương làm gì. Mình yêu như nhau tha thiết mà sao kỳ vậy? Có tha thiết. Trước đây yêu nhau chứ có thể hẹn non miệng biển gì không? Vậy không. Không luôn hả? Nói chung là thành hứa hẹn thôi chứ em thì em chỉ cười thôi. Cười, mình cười là sự đồng ý rồi. Cười đó là đồng ý rồi, mình im lặng là đồng ý rồi, đúng chưa? Bây giờ nói là anh đó là anh yêu em. Quan điểm của em á thì làm được. Làm được hả nói, còn nói xong mà không làm được thì em cũng chỉ biết cười thôi chứ. Người đẹp này ngẩng cao đầu lên, mệt ghê. Ngẩng cao đầu lên, nhìn các cô chú. Nhìn các cô chú nè. Em, nhìn cô chú nè, xem đây cái nhìn xuống đất. Đây cơ mà mình nhìn đây nè, mình nhờ mọi người, mình nhờ được nhìn đây nè. Nhìn màn hình nè, cứ cúi đầu rồi sao? Sao lúc làm mày không sợ? Gia đình em. Lúc trước sao bỏ anh công em? Lúc trước không bỏ anh công, anh Hải ơi, các anh ơi, em sướng quá. Hả? Tại sao nói? Bây giờ mệt ghê. Lúc trước không nói câu nào hết. Lúc trước là cho anh xem được, anh nghe thôi, anh xem thôi. Mệt ghê. Mệt ghê đấy. Rồi, sao em đánh anh? Đánh đau. Rồi, xíu anh chào chị nói xong ra. Rồi, xin phép chào chị gái. Mình bây giờ tiếp tục đi vào. Đi ra ngoài được. Không, chưa được. Chưa xong. Bây giờ xin phép chào chị gái nhé. Bây giờ mình tiếp tục trò chuyện, em trò chuyện với chị ha. Mình nói chuyện thẳng đắn đây, nhìn vào đây, mệt ghê, ngồi gần đây. Người chị ôm người ta thì không sợ, bây giờ chị ngồi gần em chị còn sợ. Có sợ không? Em có làm gì đâu mà chị sợ. Bây giờ này, chị cho hỏi là chị bị ai lừa? Nói chung là chị quen người này ở trên mạng á. Rồi... Quen trên mạng? Người trời đất má ơi, là má lại quen trên mạng. Rồi xong rồi là gặp nhau rồi, nói chung là người ta cũng tới. Quen nhau lâu không? Trên mạng lâu không? Quen được mấy tháng. Mấy tháng là mấy? 2-3 tháng rồi đó. Rồi 2-3 tháng gặp rồi nhau rồi mình ai hẹn ai gặp nhau. Nói chung là người ta ở Bình Định rồi người ta nói là người ta làm việc. Bình Định, thế còn chị ở đâu? Gặp nhau chị làm việc ở đâu? Chẳng bom. Trời đất lại má lại chẳng bom nữa, má này chẳng bom luôn. Hai chị em gần nhau luôn là rủ nhau chết chung một chỗ luôn. Đó, em ở nơi khác mà. Hả? Em ở nơi khác. Nơi khác hả? Dạ. Rồi thế chị này chẳng bom. Hai người là gặp nhau ở đâu lần đầu tiên? Nói chung là người ta đi xe từ Bình Định vô rồi chị đi đón. Trời lại được đón nữa thì là hai bà là trùng hợp luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Má là má này thì đi đón người yêu cũng ngoài quê, Nghệ An Hà Tĩnh, má này thì ra Bình Định đón cũng đặt chạy xe này. Trời chết tôi là lại ba lô rồi, tay bị tay gậy rồi. Đúng chưa? Người ta đón hôm đó là có tặng bông không? Nói chung là vào chị đón vào thì lúc đó nhìn vào đây nè. Mệt kiệt á, nhìn vào đây. Gần 5 giờ sáng rồi xong rồi nói chung là cũng vào nhà nghỉ luôn. Không, vô phòng chị. Rồi xong rồi phòng chị ở với ai? Lúc đó con đi học ở đó, chị ở có mình xong rồi. Rồi, thiệt luôn. Không. Chị đi ra ở đó thì nói chuyện có xíu thôi thì tới giờ chị đi làm. Không làm gì luôn. Trời ơi, chị nói thiệt không? Chị nói thật mà chị. À. Không, chị về vô đó xong rồi đi làm. Đi đón người thao thức cả đêm mà đi đón đi rước người yêu mà này về không làm một hai điếu thì đấy là chuyện lạ. Em nhìn mặt đàn người đàn ông này cũng đâu phải dạng đơn giản như chị nghĩ đâu. Bây giờ mình có sao lại vậy đi. Nói chung là thật mà lúc đó là gặp là không có làm gì hết. Vì đó lúc nào mới nói chuyện trên điện thoại thôi.
thì cũng nói mình là gặp, đã xác định mình giúp người ta về nhà, gặp là để biết, người ta nói là thôi thì cứ cho gặp để người ta tìm hiểu, để người ta rồi tức là người ta cũng bỏ ba lô ngủ tận phòng luôn. Thì ở đó thì chị cũng đi sáng sớm là chị đi chợ, chị mua đồ ăn là chị để đó, là người ta tự nấu hay tự ở trong phòng á, tự trong phòng đó rồi. Có nghĩa là mình đã xác định là giao trứng, giao gọi là trứng cho ác rồi, nói cho dễ hiểu, người ta đã xác định người ta ăn ở cho mình rồi, để ba lô túi sách rồi, đúng chưa? Mua đồ ăn đó là cái sự đồng tình rồi, đúng không? Đó, có điều là có điều mình không bật mí là không nói là bây giờ em muốn hay em không muốn thôi, đúng không? À, rồi thế tối đi làm về công ty đúng không? Tối về gặp, đi làm về thì gặp nhau 4:30 chị mới về về, nhưng mà chị còn lên với cháu á, cháu trong cháu thì tầm 9:30 10 giờ chị mới về. 10 giờ lên. Người đàn ông này cứ chờ rồi. Thì tự nấu cơm tự ăn ở đó, thì nói chung là cũng ở mấy chờ sẵn. Ở mấy ngày gì đó, xong rồi là cũng không đang nói là chờ sẵn đấy nè, chứ mấy ai chẳng biết mấy ngày đó. Chờ sẵn rồi là chị về thì làm gì, hai người làm gì? Thì cũng nói chuyện thôi. Rồi xong rồi thịt. Phải thịt chứ đó. À, anh nói chuyện nghiêm túc em nhé. Thế bây giờ anh hỏi em này, không lẽ người ta chờ em, chờ người yêu mà chờ từ sáng tới tối, đi mất công sức về thao thức suốt đêm mà không lẽ đi làm về là không, mình không có chuyện bỏ qua được. Cái gì nó phải có chuyện tế nhị nhau nó thật. Thế không lẽ là gặp nhau chỉ nói chuyện chơi vậy? Thế hôm đó là thân mặt rồi, làm việc rồi xong rồi thì nói chung là thì thời gian ở đó thì chị vẫn đi làm tối, ngày nào cũng tầm 9:30 10 giờ thì mới về. Ừ. Mình tăng ca, tăng ca. Đúng không? Không có tăng ca mà chị về chị lên còn phải đi đón cháu á. Rồi thế này. Rồi hôm đó thì mình gặp nhau đó thì nói chuyện là hôm đêm đầu tiên ấy, là có vui vẻ không? Nói chung là từ khi gặp thì hợp không? Hợp nhau không? Thì cũng thấy người ta cũng thật thà, vì người ta kể với chị là người ta cũng bị tai nạn này kia mà. Nhưng có tai nạn ở đâu? Xem chưa? Người hôm đó có kiểm chị kiểm tra không? Không, nói chung là người ta đã, lúc trước khi người ta gặp chị á, là người ta biểu là trước đó là người ta bị tai nạn. Nói chung là bạn mới không sao, chỉ có bị cái chân là nó đi cà nhắc thôi. Nhưng mà đúng không? Đúng cà nhắc không? Có, đúng cơ, chị cũng thấy là cà nhắc, biểu là đầu người ta cũng bị móc ở đây này, người ta biểu là bị xuân lộc. Bị cách đây đã 10 năm rồi, nó bị đó phải đi vật lý trị liệu ở trên bệnh viện Đồng Nai á, cả năm trời đó mới khỏi. Thì mình thấy thì cũng thấy cũng thật. Mà ghi trên Zalo là học trường đại học luật ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại học luật hả? Đại học luật bất gà ấy, đại học luật gì? Xong rồi... Trời ơi, mắt này là học luật gì? Xong rồi biểu là dạo này là cái đầu nó bị tai nạn vậy, nó làm việc mà suy nghĩ căng thẳng ấy. Là tính muốn đi đâu đó nghỉ một thời gian để không muốn làm việc, mà suy nghĩ là đầu óc nó... Mình mẫn. Nó đau. Rồi á, là có một vài hôm sau có một cái số gọi cho chị, xưng là chú của anh này, là nghe nói là kiện nó quen cháu và thế này, kiểu là nó cũng tội nghiệp này kia lắm, thôi chú muốn lo cho nó nhưng mà chú không muốn để cho nó biết. Thôi á, thì trong thời gian này nó đang như vậy, nó làm đầu óc nó căng thẳng như vậy, chú muốn nó nghỉ ngơi một thời gian rồi nó mới làm. Nó biểu vậy, thế là nó biểu là bây giờ nó cũng tội nghiệp lắm, thằng này nó cũng tội nghiệp lắm nên chú nó thương nó từ nhỏ. Mà hai người nói chuyện với nhau thì cảm thấy không biết là người ta cố tình người ta lừa đảo hay là như thế nào, thì hai người nói chuyện trùng khớp với nhau lắm. Thì cũng nghĩ nó thật, thì mình bây giờ thì cũng con cái đi học và nó cũng lớn trưởng thành rồi, thì mình cũng chỉ cần một người bạn để mình tâm sự này kia thôi. Là mục đích chính là mình yêu thật, nói thẳng như vậy đi. Muốn tìm một người bạn đời, đúng chưa? Để mình yêu thật. Thế là tối hôm nay tổng cộng là hôm nay gặp nhau trên cao nguyên, vậy là mình làm mấy điếu? Mấy điếu? Nhìn vào đây này, mệt ghê má. Thiệt đấy. Nhìn vào đây, bây giờ có nhìn không? Không nhìn được không? Nhìn vào đây, mệt ghê. Còn em gái sinh tươi này, tí nữa có các anh em làm việc. Xong rồi nói chuyện như vậy. Không có bỏ qua. Hôm đó mình làm mấy điếu? Mệt ghê, nhìn vào đây. Các cô chú anh chị đang cười nè. Hôm nay mình làm cái điếu. Bây giờ không khai đúng không? Nói chuyện á thì chuyện trai gái mà gặp nhau thì tất nhiên là có, nhưng mà thế thì nói có đi, mệt ghê, nói có được rồi. Vậy là chỉ có đúng không? Vui hôm nay được không? Mình thoải mái không? Vậy là như hôm nay là vui vẻ rồi đúng không? Rồi vậy thì nói được, thế là xong, chấm dứt vậy thôi, còn ai hỏi nữa mệt. Tổng cộng là người đàn ông này ở nhà chị mấy ngày? Nói chung là ở mấy ngày ha. Xong mấy rồi, là mấy? 5-6 ngày gì đó. 5-6 ngày là một tuần. Đấy, xong rồi biểu là có việc rồi chú nhờ đi làm giấy tờ này kia, data này kia, nó là đi rồi, lúc thì đi Bình Phước, lúc thì nó đi Đắk Lắk, lúc thì nó ở Nha Trang rồi chữa bệnh này kia.
lúc thì lo nói lo giấy tờ này kia, biểu là đất bây giờ đang nó bị chưa làm sổ được ấy, thì cũng thì một số tiền mà nhiều lần là chị cũng chuyển khoản thôi chứ chị cũng không có đưa tiền mặt nên là. Nhưng mà sao bỏ tóc mà xuống xong mệt kia rồi cẳng đầu lên giống như cái người đẹp thế này mệt kia ấy đấy, xõa tóc xuống rồi đó, thế không ai biết ai cả rồi mệt kia. Rồi thế là người đàn ông là ở trong vòng một tuần đúng không? Rồi đi, nói chung là đi cứ đi vài hôm lại về, nói chung là trong vòng 2 tháng gì đó cứ đi 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 về về đi mấy bữa hôm là về. Tổng cộng là đến giờ phút này chị nhờ anh em giúp gì? Đến giờ phút này. Đến giờ phút này thì nói chung là người kia đã chặn hết số. Chắc chắn. Ấy nên là bây giờ chị đến đây là cũng nhờ các anh để tìm lại cái người này. Bây giờ tìm là tìm người yêu đúng không? Để đòi lại cái số tiền á. Tiền gì nữa? Trời đất ơi. Người ta đã mượn của chị á. Sao lại mượn? Sao cho tiền mượn tiền để cho trai mượn? Thì người ta nói khó khăn thì mình tạm tội nghiệp người ta. Trời ơi, dạy trai quá trời đất trời đất quỷ thần này. Không phải là dạy nhưng mà thấy người ta cũng tội nghiệp ở. Tội nghiệp bây giờ ai tội mình đấy? Trời ơi, lúc yêu quá mà. Phê quá này, mắt mũi nhắm chặt này, không thấy đường này. Chết tôi rồi. Thế bây giờ mất nhiêu tiền rồi? Nói chung là tổng cộng bỏ khẩu trang ra ấy rồi thì nhìn vào đây, mệt tiệt á. Nhìn vào đây mọi người không thấy. Tất cả là 87 triệu. 87 triệu? Tiền đâu nhiều dữ vậy? Tiền đi vay mượn. Trời ơi, tiền vay mượn là cho người tình, cho phi công ăn. Má ơi là má. Thế bây giờ đòi chưa? Nói chung là từ cái lúc mà người ta hứa hẹn người ta tới người ta đến ngày trả thì là người ta đến ngày đó là người ta chặn số, người ta đã là chặn số tất cả rốt cục là đều bị chặn số hết tất cả các chị em gái trong thời gian qua. Nói chung là cái số điện thoại thì không chặn nhưng mà có lúc thì gọi được, có lúc thì người ta nhắn máy bạn người ta không nghe, nói chung là có lúc người ta tắt máy thuê bao chứ còn bên Zalo Facebook thì người ta chặn mà người ta gửi hết hình của người ta xuống. Gọi là ẩn luôn rồi, ẩn mình rồi đúng không, trong bụi rồi, đi lừa chị em khác rồi. Đến giờ phút này là chị bị lừa là mấy người rồi? Đó, nói chung là chị cũng không có tìm hiểu nhiều lắm vì... Nhưng mà mình bị bao nhiêu người lừa rồi? À, chưa. Chưa, lần này là lần đầu tiên. Cú lừa này. Cú lừa này. Cú lừa này tới xương luôn. Cú lừa này tới xương tới thịt luôn. Đúng rồi. Các cụ đã thường có câu rồi. Cái kim đâm vào thịt thì đau. Mà thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời. Chính vì lý do có câu ca ngôn của các cụ từ xưa thời xưa là không có sai. Vì cái thịt đâm vào thịt thì hiện nay là tiền mới cho trai đúng chưa, mất trắng chưa. Rồi bây giờ chị có mong muốn là gì cho người đàn ông này trả lại tiền cho chị không? Thì chị mong muốn là người này làm sao để đọc tên họ người ta lên đi, mong cái anh Trần Bác Kiệt không có anh em gì hết á, lừa đảo anh em gì nữa. Cái tên Trần Bác Kiệt này á, nguyên quán là ở... xem lại đi. Trời đất ơi, yêu thắm thiết rồi ôm vồ lẫn nhau mà bây giờ không nhớ tên luôn. Trần Bác Kiệt nhưng mà thôi, An Nhơn, An Lộc cái gì này. Chết tôi. Chị đang làm công việc gì? Chị đang làm công nhân. Công nhân thì bao giờ mới hết số tiền này đây. Đấy, được có vài lần sướng. Sướng được có một tí xíu à, đâu sướng được lâu đâu. Nhờ tiền bạc mất hết. Trời ơi, nó không biết. Người yêu mà lẽ là người ta phải ghi nhớ trong đầu, nhưng người yêu mà bây giờ lại không nhớ tên nhỉ, không nhớ quê nữa này. Chết tôi, mù mẫm quá này, chán thiệt. Tôi mà yêu ai tôi nhớ ghê lắm. An Nhơn, thị xã An Nhơn, Bình Định. Ừ, Bình Định, họ tên là gì? Trần Bác Kiệt. Năm nay sinh năm mấy? Sinh mùng 1 tháng 1, 1980. 1980, mà chị sinh năm mấy? 1978, gọi là trẻ hơn chị 2 tuổi. Được. Nhưng mà thực hư người chưa biết, đúng chưa? Được. Đến giờ phút này số tiền ra đi là 87 củ, đúng chưa? 87 củ khoai lang, đúng chưa? Được. Phải không? Chị có mong muốn lấy lại số tiền này không? Có, chị mong muốn. Nói thẳng thắn đi, bây giờ muốn trả tiền tôi. Nói thẳng thắn đi. Bây giờ là tôi muốn cái người đó trả tiền lại cho tôi, chị. Bây giờ chị có điều nào muốn chia sẻ trên video này thì hy vọng các chị em gái không bị lừa không? Chị muốn qua video này á, không biết chị có lấy lại tiền lại không, nhưng mà chị mong rằng những ai mà xem được cái video này mà thấy cái hình ảnh này á, thì hãy tránh xa những người này ra, vì người này chắc chắn là sẽ lừa đảo và người ta đã lập kế hoạch lừa đảo từ trước chứ không phải là con là cũng người ta vô tình. Cũng vin kế hoạch có thể là ông cho người ta cho cái ông xe ôm là đó, nói đến chuyện để gửi nhà đúng chưa, để gọi điện an ủi mình, động viên mình để mình ngấm đỏ đúng chưa. Đó
xong cũng chở tới chở lui ra sân bay để ra bến tàu bến xe đưa rước đúng chưa? Đó, rồi cuối cùng là không có người yêu thì mình sống thoải mái, có người yêu hàng ngày hàng đêm mình ngủ lại bị người ta đánh thức dậy, người ta làm phiền, phải không? Đấy là câu chuyện thực tế. Trong thời gian qua anh em ở dưới Bình Dương ghi nhận phải hàng trăm ngàn trường hợp các chị em phụ nữ bị một số các gã đàn ông, phải nói thẳng như vậy, và sở khanh yêu thì chẳng yêu, mà chủ yếu mục đích chính là lợi dụng, lừa đảo. Yêu người ta là phải lo cho người ta nhiều ít, nhưng yêu cho người yêu người ta thì không yêu, nhưng mà chủ yếu là lợi dụng lừa đảo tiền và bạc. Rất nhiều chị em phụ nữ khác trong thời gian vừa qua bị lừa số tiền tới hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng cho những một số gọi là chàng trai trẻ, có thể là phi công đó, người ta nói chuyện làm sao rất ngon ngọt. Cái người đàn ông nói chuyện với chị có ngọt không? Nói chung là cũng bình thường thôi, nói chung là cũng hay nói biểu là thôi em bớt hay lên mạng lên nữa đi, toàn bây giờ toàn lừa đảo không ấy. Không ngờ là em bớt lên mạng bây giờ toàn lừa đảo, không ngờ là bây giờ anh lừa em đúng chưa? Đó, ông này là cao thủ võ lâm này đúng chưa? Bây giờ sợ chưa, ngấm đòm chưa? Bây giờ người đàn ông này trả lại tiền cho chị mà hứa quay lại yêu chị và thương chị và có thể sống đầu bạc răng long, chị có đồng ý không? Không. Tại sao? Chị sợ rồi. Sợ gì, bây giờ người ta về người ta làm cho mình đủ trò luôn, mình phải tin tưởng. Người ta có làm như thế nào thì chị, của đồng tiền của chị đã mất rồi thì không thể nào mà tin tưởng được lại nữa. Làm sao mà mất nhanh dữ vậy? Sao mất được, nếu mà người ta đã không cố tình mà ta chặn chị hay người ta liên lạc á, cho có khi người ta còn liều tiếp chị được nữa. Nhưng mới mà ngày, bây giờ mà người ta đã chặn, người ta đã cố tình lừa vậy. Mới ngày nào mà môi kề môi đúng không? Thịt chạm thịt. Đúng chưa? Nói những từ hay lẽ phải, nói những từ nói những từ ngon thật ngon mà đến giờ phút này mà sao lại giáp từ nhanh dữ vậy, mà sao đến giờ phút này, sao giờ phút này là bỏ người yêu nhanh dữ vậy? Từ trước là mình bỏ người yêu toàn bỏ nhanh vậy à? Cái đây là người ta lừa đảo chị chứ bỏ. Mình không đau, mình không đau khổ à? Chính toàn là mình không yêu thật rồi. Nói chung là yêu thật phải đau khổ chứ. Đúng rồi, chị bây giờ là chị yêu tiền hơn rồi đó. Là yêu tiền hơn, chính tỏ là yêu tiền hơn mà lại bị người yêu lừa. Đó, thực sự là câu chuyện này rất đáng tiếc. Hôm nay ấy, là hai chị em ở các tỉnh xa khác nhau, hai địa phương khác nhau, hôm nay về đây nhờ anh em mình xin Dương ghi hình và đăng tin tìm đặc biệt là hai gã sở khanh này. Phải nói thẳng là hai gã sở khanh. Nếu đúng lừa đảo như thế này thì hãy trả lại tiền ngay lập tức, tránh tình trạng anh em mình xin Bình Dương tìm được thì câu chuyện này vô cùng phức tạp. Hôm nay hai chị em về đây báo tin là chia sẻ anh em mình với Bình Dương là bị hai người tình, hai phi công này lừa, là có đúng sự thật không chị gái? Đúng sự thật 100%. Nếu sai, bây giờ nếu sai chị hoàn toàn chịu trách nhiệm giữa pháp luật và tất cả những hình thức rồi về chị. Ok rồi, em gái xinh tươi, hôm nay em về đây chia sẻ cái báo tin cho anh em mình với Bình Dương là bị người tình của em ấy lừa đảo cả tình cả tiền, có đúng sự thật không em? Dạ đúng anh, nếu mà không có sự thật cho tiền em tới đâu cũng được. Rồi, nếu không đúng là em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Dạ đúng rồi. Hôm nay này em có đồng ý cho anh em về xin Bình Dương ghi hình và chia sẻ thông tin lên để tìm người tình cho em không? Dạ em đồng ý. Rồi, còn chị gái là có đồng ý anh em về xin Bình Dương ghi hình và chia sẻ thông tin của em lên, của chị lên mạng không? Có chị. Rồi, ok. Chị mong sao sớm được tìm được người này thôi. Cuối video này thực sự là em không biết nói hơn cả. Xin cầu chúc cho chị cũng như em gái xinh đẹp bên này luôn luôn mạnh khỏe em nhé. Dạ. Hy vọng trong thời gian tới thì hai người đẹp này sẽ có hai mối tình vắt vai đó mà dễ thương. Thực sự là yêu thương nhiều hơn nữa để có thể là lấy lại những cái gì đã mất. Không may, và ví dụ như trong câu chuyện này đôi khi mình mất 5-70 triệu, hàng trăm triệu đối với mình lớn, nhưng trong thời gian qua có thể là mình được nhiều hơn những thứ mất này nhé. Rồi ok chưa? Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, thì đây là hôm nay là anh em về xin Bình Dương, và đặc biệt là công dân hôm nay ghi hình và chia sẻ các thông tin của hai, một chị gái và một em gái hiện nay ở tỉnh rất xa, thì về để báo tin cho anh em về xin Bình Dương là bị hai gã phi công lừa đảo, lừa tình và lừa tiền. Câu chuyện là thực sự rất đáng tiếc. Đến giờ phút này câu chuyện này chưa có hồi kết. Hy vọng trong thời gian tới thì nhà em gái xinh tươi này, đặc biệt là một cái mái tóc rất đẹp đó, và chị gái bên này một mái tóc xù, thì có thể là may mắn này, hạnh phúc này, thành công này. Anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra hai người bạn tình này cho hai chị gái nhé. Đồng ý chưa? Rồi. Bây giờ thì công trần xin phép được kết thúc cuộc trò chuyện này đây. Dạ, xin hẹn gặp lại các cô chú chị và bạn trong những video tiếp theo. Dạ, đây là hai câu chuyện thực sự là rất đau. Nói em gái là thịt mềm này, em gái là thịt hơi cứng này. Còn ngon. Em gái này còn ngon này.
Còn em gái thì máy này hơi già, máy này máy dầu. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chắc chưa, chắc chưa.